xin mời mở giảng nghĩa. Tờ thứ hai, đoạn lớn thứ ba, xưng tán thọ pháp. Hai đoạn nhỏ phía trước đã giới thiệu qua với các vị. Ngày hôm nay bắt đầu xem từ đoạn nhỏ thứ ba. Thiện nam tử, ngã đắc tự tại, quyết định giải lực. Phía sau có bốn câu: tính, nhãn, thanh tịnh, dục tu niệm Phật tam muội, tiên đương chánh tính, tính giải tương ưng, liễu kiến phân minh. Chúng ta sẽ giới thiệu qua từng điều. Đây là tỳ kheo kiết tường dân, ngài dạy cho thiện tài đồng tử. Thiện tài là đại biểu bốn chúng đồng tu tại gia, xuất gia chúng ta không nhất định chân thật có một người này. Nếu như các vị nghĩ đến chân thật có một người này, vậy thì bạn nghĩ sai rồi. Mà là Thế Tôn dùng ngài để làm biểu pháp. Thiện là chỉ thiện căn, tài là chỉ phước đức. Phàm hệ tất cả chúng sanh đầy đủ thiện căn phước đức, ở trong Phật pháp đều gọi họ là thiện tài. Cho nên thiện tài không nhất định là một người. Vậy thì có rất nhiều người, đây là nhà Phật thường gọi là chấp tướng, xem thấy bên cạnh Bồ Tát Quan Thế Âm có một người nam, có một người nữ, mọi người đều biết đó là thiện tài cùng long nữ. Thiện tài thì xuất hiện ở trong Kinh Hoa Nghiêm, long nữ xuất hiện ở Kinh Pháp Hoa. Hai vị đều là biểu pháp. Long nữ, do đây có thể biết cô không phải là người, cô là rồng. Rồng là súc sanh, cõi súc sanh. Hơn nữa long nữ tuổi đời rất trẻ, 8 tuổi thành Phật. Phật dùng đồng nam đồng nữ để khuyến khích mọi người chúng ta, nói với chúng ta thành Phật không khó. Khó ở chính chúng ta không có phương pháp khắc phục phiền não tập khí của chính mình. Khó ở ngay chỗ này. Nếu như có năng lực khắc phục chướng nạn này, chúng sanh cùng Phật trên thực tế chỉ kém một niệm. Một niệm giác, chúng sanh liền thành Phật. Một niệm mê, Phật liền biến thành chúng sanh. Chúng sanh cùng Phật chỉ là giữa khoảng mê ngộ mà thôi. Cái điểm này chúng ta nhất định phải tường tận, nhất định phải thấu hiểu. Phật pháp rất nhiều đồng tu nghe qua nhiều năm đều có nhận biết. Phật pháp là Thích Ca Mâu Ni Phật đối với tất cả chúng sanh giáo dục cứu cánh nhất, viên mãn nhất. Ngài dạy chúng ta làm thế nào chuyển ác thành thiện. Cái điều này
rất quan trọng. Khỏi đọa ba đường, việc này cần phải biết rõ. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh do con người tạo tác, tất cả nghiệp bất thiện mà chiêu cảm đến quả báo. Chúng ta phải nên cảnh giác. Dạy bảo chúng ta làm thế nào chuyển mê thành ngộ, đó là trung tâm khóa mục giáo dục của Phật Đà. Mê nên mới xuất hiện hiện tượng của sáu cõi luân hồi. Sau khi giác ngộ, bạn liền thấy được pháp giới nhất chân. Cho nên mê ngộ từ đầu đến cuối, then chốt chính ngay ở giáo học. Phật mong cầu tất cả chúng sanh chuyển phàm thành thánh. Phật là đại thánh, Ngài hy vọng mỗi một người chúng ta đều giống y như Ngài. Cho nên Phật pháp là pháp bình đẳng, Phật pháp là pháp thanh tịnh. Vừa rồi có một vị đồng tu rất là hiếm có, ông phát tâm mong cầu xuất gia, đến nhờ tôi thuyết pháp cho ông. Thế nên các vị đồng tu cần phải nên biết, năm xưa tôi học Phật nhờ chỉ điểm của Đại sư Chương Gia. Cả đời tôi ảnh hưởng Đại sư Ấn Quang, Ấn Tổ cả đời tuân thủ ba điều giới luật. Điều thứ nhất, không làm trụ trì, không tham gia chính trị. Điều thứ hai, không nhận đệ tử xuất gia, không thuyết pháp cho người. Điều thứ ba, không truyền giới. Cả đời Ấn Tổ không truyền giới. Tôi rất là ngưỡng vọng vị lão nhân này. Cho nên tôi học Phật cũng là học tập với tổ sư Ngài, tuân thủ ba điều giới này. Cả đời chính mình không có đạo tràng, giảng kinh 41 năm, xuất gia sắp gần 50 năm. Tôi không có đạo tràng, cũng không có đồ đệ. Việc này các vị nhất định phải hiểu mà tha thứ cho. Tôi dạy học, cho nên có học trò. Không luận bạn xuất gia ở nơi nào, sau khi xuất gia, hoặc giả là chưa xuất gia, thân phận cư sĩ đến cầu học, chúng tôi cũng đều tiếp nhận. Hiện tại lớp bồi dưỡng ở Singapore, thời gian học kỳ của lớp bồi dưỡng là nửa năm, danh sách 30 người. Hiện tại là Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc hợp tác với Tịnh Tông Học hội cùng cư sĩ Lâm Singapore. Học trò là do Hội Phật giáo Trung Quốc bảo lãnh đưa qua. Các vị có ý tham gia lớp bồi dưỡng phải ghi danh ở Hiệp hội Phật giáo Bắc Kinh, do Hiệp hội Phật giáo bảo lãnh đưa đến Singapore. Chúng tôi chỉ phụ trách giảng dạy, không phụ trách chiêu sinh.
huấn luyện là tương đối nghiêm khắc. Chỉ có nghiêm khắc, tuy chỉ có thời gian ngắn nửa năm, quyết định có thể học một bộ kinh luận. Đây là công tác trước mắt mà chúng tôi đang làm. Vừa rồi tôi nghe đồng tu báo cáo, trù bị kinh phí làm đĩa, cái việc này nói qua thì xong rồi, không nên quá khẩn trương. Phật pháp tùy duyên mà không phan duyên. Phan duyên, tâm của bạn không thanh tịnh. Tâm tùy duyên là thanh tịnh. Cái sự việc này, tiền nhiều thì làm nhiều, tiền ít thì làm ít. Không có tiền thì tốt nhất. Không có tiền, chúng ta ngày ngày tu tập, không phải làm. Vậy thì tốt. Cho nên nhiều năm đến như vậy, Đài Loan ngày trước Cơ Kim Hội Giáo Dục Phật Đà cùng Thư Viện Hoa Tạng làm rất triệt để. Cả đời chúng ta chưa từng đi hóa duyên, chưa hề đi quyên mộ, luôn luôn tuân thủ lời giáo huấn của cổ đức. Nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc gì. Đạo tràng tuy đã xây dựng rồi, có rất nhiều đồng tu tự động quyên hiến. Đó là tín nhiệm chúng ta, ủy thác cho chúng ta thay họ làm việc tốt. Chúng ta cần phải tận tâm, tận lực, không phụ lòng sự ủy thác của họ. Đó là việc đáng làm. Thế nhưng chúng ta quyết định không tự động ra bên ngoài quyên góp, vĩnh viễn giữ gìn tâm thanh tịnh của chính mình. Cái điểm này rất là quan trọng. Không nên làm loạn lên cái tâm hoằng pháp lợi sanh của chính mình. Trên kinh điển Phật dạy chúng ta rất nhiều. Con người ở đời, một việc đại sự thứ nhất là phải thoát sanh tử, vượt qua ba cõi. Đây là một việc lớn nhất của chúng ta. Hoằng pháp lợi sanh là việc thứ hai, thứ ba, không phải là đại sự thứ nhất. Hoằng pháp lợi sanh đối với ai mà nói là đại sự thứ nhất vậy? Đối với Phật với Bồ Tát, đó là việc lớn nhất của các ngài. Hiện tại chúng ta không phải là Phật, không phải là Bồ Tát. Việc lớn nhất của chúng ta là phải làm Phật, làm Bồ Tát. Đợi đến khi chúng ta làm Phật, làm Bồ Tát rồi, vì việc hoằng pháp lợi sanh chính là việc đại sự thứ nhất. Nhà Nho thường nói: tri sở tiên hậu, tắc cận đạo hỷ. Hiện tại chúng ta, việc nào là trước, việc nào là sau, nhất định phải làm được rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Cho nên mọi thứ là tùy duyên mà không phan duyên. Vĩnh viễn giữ gìn tâm thanh tịnh, giữ chặt lấy chân thành thanh tịnh. Hay nói cách khác, chính mình phải nắm chắc phần, tuyệt đối không bị đọa lạc. Không chỉ không đọa lạc, quyết định giảng sanh tịnh độ. Phải có cái tính tâm này. Kinh Hoa Nghiêm là đại bổn kinh Vô Lượng Thọ. Phần sau của bộ đại kinh này, Bồ Tát Phổ Hiền mười đại nguyện dương cầu sanh Cực Lạc. Cho nên ở thế giới Ta Bà, sơ tổ tịnh độ là Phổ Hiền đại sĩ. Trung Quốc sơ tổ thì là Lưu Sơn Diện Công đại sư.
chúng ta phải hiểu biết tường tận, thông suốt, thấu đáo. Năm mươi ba tham, đây là tham thứ nhất. Bồ Tát Kiết Tường Nhân phía trước đã nói qua với các vị, ba vị thiền hữu phía trước đại biểu Tam Bảo, Kiết Tường Nhân đại biểu Phật Bảo, Hải Nhân đại biểu Pháp Bảo, Diệu Trụ đại biểu Tăng Bảo. Trước tiên đem Tam Bảo bày ra phía trước. Tam Bảo là giác, chánh, tịnh. Hôm nay cái đoạn kinh văn này chúng ta giảng đến xưng tán thọ pháp. Thọ là truyền thọ, pháp là pháp môn. Truyền thụ pháp, pháp môn gì vậy? Xin nói với các vị là pháp môn niệm Phật. Các vị xem, vị thầy thứ nhất của thiện tài chính là người niệm Phật. Ngạn ngữ Trung Quốc chúng ta thường nói tiên nhập di chủ, bạn liền biết được ý nghĩa của nó rất sâu rộng. Vào trước chính là chủ. Vì trước khi vẫn chưa chính thức truyền thụ, Bồ Tát hiện thân nói pháp, bạn truyền cho người khác pháp môn này mà chính bạn không hề tham học. Nếu như chính bạn không tham học pháp môn này, truyền pháp môn này cho người khác, người khác không tin tưởng. Vì vậy chính mình cần phải tu học cái pháp môn này. Cho nên vừa mở đầu liền bảo thiện nam tử, ngã đắc tự tại, quyết định giải lực. Giải là lý giải. Đối với cảnh giới, phương pháp lý luận của tu học đều thông đạt tường tận, đó gọi là giải lực. Nhất định không một chút nào do dự, không hoài nghi, bạn mới có thể thành tựu. Ở chỗ này, vì chúng ta nói ra bốn sự việc. Việc thứ nhất, tín nhãn thanh tịnh. Thực tế mà nói, tín nhãn chính là tín tâm. Tín nhãn không phải nhục nhãn. Dục tu niệm Phật tam muội, ưng đương chánh tín. Tín giải tương ưng, liễu kiến phân minh. Dục là hy vọng, mong cầu. Chúng ta hy vọng tu niệm Phật tam muội. Tỳ kheo Kiết Tường Nhân chính là tu pháp môn này. Pháp môn này trên kinh Phật cũng gọi nó là Ban Chu Tam Muội. Lại có một danh từ nữa gọi là Phật Lập Tam Muội. Kỳ hạn tu học là 7 ngày. Có kỳ hạn 1 tháng. Có 3 tháng. Có kỳ hạn 1 tháng. Có 3 tháng. Tu học cái pháp môn này, chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Pháp môn này chỉ cho phép đứng niệm, đi lại, kinh hành đi lại.
không được ngồi xuống, không được nằm xuống. Cho nên không dễ dàng gì tu, nhất là lấy thời hạn là 3 tháng, 90 ngày, không nằm xuống ngủ nghỉ, không được ngồi lại trên ghế. 90 ngày, chỉ có thể đi, chỉ có thể đứng. Vì thì do đây có thể biết, pháp môn này không thích hợp đối với người lớn tuổi. Phải trẻ tuổi, thể lực mạnh mẽ, có thể tu học pháp môn này. Thế nên phía trước cũng đã từng nói qua với các vị, tu cái pháp môn này trước tiên phải chánh tín. Bạn phải có lòng tin đối với pháp môn này. Lòng tin từ nơi đâu mà có? Tính giải tương ưng. Bạn tường tận đối với lý luận của pháp môn này, phương pháp nghi quy đều hiểu, công đức lợi ích cũng biết rõ, bạn mới chân thật phát tâm tu học, thấu hiểu tường tận. Đây là tính nhãn. Thứ hai là trí quang chiếu huy. Dục nhập nhất hành tam bụi, tiên văn bát nhã như thuyết tu hành, nhiên hậu năng nhập. Chủ này nói nhất hành tam muội. Nhất hành là chuyên tu chuyên hoàn. Trong thiền tông, cổ đức có nói rằng thức đắc nhất vạn sự tất. Cái chữ nhất trong nhất hành này là chuyên nhất. Vậy thì chúng ta chuyên tu cái pháp môn nào vậy? Tám vạn bốn ngàn pháp môn, trên lý luận mà nói là bình đẳng. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay, pháp môn bình đẳng, không hai không khác. Ở trên lý mà nói, thế nhưng ở trên sự, trên sự là căn tánh chúng sanh chúng ta không bình đẳng. Do đó tu học của chúng ta cần phải chọn lựa, chọn lựa thích hợp căn tánh của chúng ta, thích hợp trình độ của chính ta, thích hợp với hoàn cảnh sinh hoạt của chính ta. Khi tu thì đặc biệt thuận tiện, không có chướng ngại. Chúng ta phải chọn lựa cái pháp môn này. Sau khi tuyển định rồi, quyết định không đổi, đó gọi là nhất hành. Tam muội là tiếng Phạn. Chúng ta đem tâm định ở trên pháp môn này. Như hiện tại chúng ta đệ xướng một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, chính là cái ý này. Phải tu học thời gian dài, một môn thâm nhập. Tịnh tông ở trong tất cả các tông phái, kinh điển ít nhất, hay nói cách khác, pháp môn này rất dễ dàng tu học. Thế Tôn truyền thụ cho chúng ta chỉ có ba kinh một luận. Ba kinh này là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà. Một luận là giảng sanh luận,
tổ sư đại đức đời sau đem Phổ Hiền Hạnh nguyện phẩm trong Kinh Hoa Nghiêm xếp vào sau ba kinh, biến thành bốn kinh. Lão Pháp Sư Ấn Quang thời Cận Đại đem Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương trong Kinh Lăng Nghiêm cũng xếp vào phía sau bốn kinh, trở thành Tịnh Độ năm kinh. Hiện tại chúng ta xem thấy Tịnh Độ năm kinh một luận, phải biết được từ nơi đâu mà có. Đại đức xưa đem hai kinh này thêm vào trong đây rất là có ý nghĩa. Bởi vì chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu liền nói với chúng ta: hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Câu thứ nhất thì nói ra Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức, do đây có thể biết quan hệ của Tịnh Độ cùng Hoa Nghiêm vô cùng là mật thiết, cũng không ngoài trước nhà Thanh cư sĩ Bạn Tế Thanh đã nói: Kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn Hoa Nghiêm. Lời nói này có căn cứ, không phải là tùy tiện mà nói. Vậy thì hay nói cách khác, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh chính là đại bổn của Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh A Di Đà là tiểu bổn của Kinh Vô Lượng Thọ. Giáo nghĩa đều là có thể quán thông. Vậy thì chúng ta tuyển định một bộ kinh. Tịnh Độ tuy là có sáu khóa mục, năm kinh một luận, bất luận chọn bộ nào đều được, xem thuận tiện của chính chúng ta. Nếu như chính mình công việc rất bận rộn, không có thời gian để học tập, thì bạn nên chọn tương đối ngắn. Thông thường người ta chọn Phật Thuyết A-di-đà Kinh, hoặc là chọn ngắn hơn Đại Thế Chí Bồ-Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, tổng cộng chỉ có 244 chữ, còn ngắn hơn so với Bát Nhã Tâm Kinh đều được. Nhất định phải một môn thâm nhập, chúng ta mới có thể có thành tựu. Nếu như học nhiều rồi, học xen tạp, chính là xen tạp. Tu hành kỳ quý nhất là xen tạp. Tâm của bạn không thể chuyên nhất. Tam muội rất khó thành tựu. Tam muội không thể thành tựu. Tam muội chính là thông thường đã nói thiền định. Tâm của bạn không thể được định, thành tựu thì khó. Nhà Phật nhấn mạnh xem trọng, nhà Nho cũng không ngoại lệ. Khổng Lão Phu Tử cả đời dạy học, dạy cái gì vậy? Nếu như chúng ta từ trong đại học xem thấy chương thứ nhất chính là nói tin. Khổng Lão Phu Tử cả đời dạy học chỉ mấy câu nói như vậy. Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện, chính là ba câu nói này thôi. Khổng Lão Phu Tử cả đời dạy người chính là ba câu nói này. Vì sao hình thành một học phái nhà Nho cũng không rời khỏi ba câu này. Ba câu này là tông chỉ của họ. Còn giải thích của Phu Tử nói với chúng ta làm thế nào thực tiễn,
ông nói cho chúng ta nghe một cương lĩnh. Việc thứ nhất là tri chỉ, biết dừng thì sau đó có định, định rồi thì sau đó có an, an rồi thì có lự, lự rồi thì có đắc. Chỗ này nói được rất rõ ràng. Tri chỉ là cái gì vậy? Tâm của chúng ta phải an trụ vào chỗ nào vậy? Nếu như dùng cương lĩnh này của nhà Nho, chúng ta phải chỉ ở chỗ nào? Chúng ta là người niệm Phật, chỉ ngay Tây Phương Tịnh Độ, chỉ ngay A-di-đà Phật. Chúng ta tri chỉ, tâm của chúng ta chuyên ngay ở chỗ này, các dòng niệm khác sẽ không còn. Dòng niệm không còn nữa, trong lòng chỉ có A-di-đà Phật, chẳng phải bạn được định rồi hay sao? Biết dừng thì sau đó có định. Định chính là tam muội, chính là chỗ này gọi là tam muội. Đạo lý của Nho cùng Phật đã nói không hề khác nhau. Cho nên chúng ta phải vào nhất hành tam muội. Trước nghe bát nhã, kinh Bát Nhã rất dài. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời 22 năm giảng kinh Bát Nhã. Thế Tôn cả đời nói pháp 49 năm. Ngay trong 49 năm dùng 22 năm nói Bát Nhã. Do đây có thể biết Bát Nhã là phần chánh tông của Thế Tôn một đời thuyết giáo. Hiện tại ở trong Đại Tạng Kinh lưu truyền lại một bộ kinh điển lớn nhất là kinh Đại Bát Nhã, 600 quyển, Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm tuy nói là nhiều, mới có 80 quyển. Bát Nhã có 600 quyển. Vậy thì nếu chúng ta muốn hỏi 600 quyển Bát Nhã nó nói cái gì, trên Kinh Kim Cang nói cho chúng ta nghe một tổng kết. Thế Tôn 22 năm giảng Bát Nhã có hai câu: tam tâm bất khả đắc, chư pháp vô sở hữu, chính hai câu này đã nói 22 năm. Chúng ta nắm lấy cái tổng cương lĩnh này, tỉ mỉ mà tư duy, mà quan sát, như thuyết tu hành. Tam tâm bất khả đắc, vọng tưởng phân biệt chấp trước, tự nhiên bạn liền buông bỏ. Chư pháp vô sở hữu, thảy đều là vắng lặng. Đó là sự thật. Chúng ta cần phải biết, tâm của chúng ta mới hoàn toàn có thể định lại, sau đó có thể nhập, nhập vào cảnh giới của Phật, nhập vào pháp giới nhất chân. Ngày nay chúng ta học Phật không thể thành tựu, chính là không thể được mà cứ cho là được, không thể có mà cứ cho là có. Vậy thì sai rồi. Hoàn toàn trái ngược với chân tướng sự thật. Cái lý này rất sâu, rất rộng. Sự thì rất phức tạp. Trên hội Kim Cang Bát Nhã giảng nói rất
tường tận. Ngày trước chúng ta giảng qua bộ kinh này, có ghi hình thu âm lại, các vị đồng tu có thể lấy tham khảo. Tổng cộng chúng ta đã giảng 248 giờ đồng hồ. Bát Nhã giúp chúng ta nhìn thấu, buông bỏ. Thứ ba, Phổ Nhãn Minh Triệt, dị như di Phật, dị giác di Phật, tâm cảnh giai Phật. Phổ Nhãn, chúng ta xem đến đoạn sau của kinh văn sẽ tường tận giảng đến. Bởi vì Hải Dân Bồ Tát, ngài được là Pháp Môn Phổ Nhãn, chúng ta sẽ nói tỉ mỉ ở chỗ đó. Phổ là không có phân biệt, không có chấp trước, thanh tịnh, bình đẳng. Dĩ như di Phật. Như là cái gì vậy? Kinh điển của Phật vừa triển khai câu thứ nhất, như thị ngã văn. Cái như này suốt cuộc là nói cái gì? Ở chỗ này không thể giảng tỉ mỉ, tôi đơn giản nói qua với các vị. Hai cái hoàn toàn như nhau thì gọi là như, không giống nhau thì không như. Có hai thứ nào giống nhau? Dùng thuật ngữ của nhà Phật để nói, tánh, tướng, tánh có thể hiện, tướng là sở hiện, tánh của năng hiện, như sở hiện chi lý. Tánh như tướng này, tướng như tánh này, đó gọi là như. Tánh tướng nhất như, không hai không khác. Nếu như dùng lời hiện đại của chúng ta mà nói, sự cùng lý, sự như lý này, lý như sự này, lý sự nhất như. Hoặc giả dùng lời hiện đại, người hiện tại đã nói, tâm cùng vật. Tâm là năng hiện, vật là sở hiện. Tâm như vật, vật như tâm. Tâm cùng vật là nhất như, không phải là hai. Vì thì do đây có thể biết ý nghĩa của như chính là pháp môn bất nhị mà trong Phật Pháp Đại Thừa thường nói. Bạn có thể thông đạt rồi, đó gọi là Phật. Phàm phu chúng ta đối với hư không pháp giới, tất cả chúng sanh có phân biệt, có vọng tưởng, có chấp trước thì là không như rồi. Chư Phật Như Lai, các ngài đối với pháp giới, tất cả chúng sanh không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng. Biết được cái gì? Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh cùng chính mình là một, không phải là hai. Đó gọi là dĩ như di Phật. Do đây có thể biết Phật không phải là một người, Phật không phải là một hiện tượng. Đi là lý sự không hai, tánh tướng nhất như. Cái thứ hai là dị giác di Phật.
Giác là biết. Phía trước đó là như, là đối tượng của giác, là sở giác. Dùng thuật ngữ của Phật Pháp để nói, năng giác là bát nhã, sở giác là pháp thân. Pháp thân bát nhã là một, không phải là hai. Năng giác cùng sở giác là một, không phải là hai. Cho nên Phật Pháp không phải triết học. Trong triết học, năng giác cùng sở giác là hai, không phải là một. Phật Pháp năng giác cùng sở giác là một, không phải là hai. Lý giác là Phật. Tâm cảnh đều là Phật. Giác là tâm, như là cảnh. Tâm cảnh là một, không phải là hai. Vậy thì như thế này, chúng ta có thể thể hội được, có pháp nào không phải là Phật Pháp? Pháp pháp đều vậy. Pháp pháp đều giác. Chính ngay ở trên thân của chúng ta. Chúng ta mắt có thể thấy, tai có thể nghe, trong lòng có thể tư duy, thân thể có cảm xúc, kiến văn giác tri. Có cái gì không phải là Phật chứ? Đây gọi là phổ nhãn minh triệt. Cho nên Phật tâm bụt chi trung, tất cả chúng sanh không phải là người ngoài, là pháp thân thanh tịnh của chính mình. Viên mãn báo thân, thiên bá ức hóa thân. Cho nên đồng thể đại bi, vô duyên đại từ, tự nhiên lưu xuất ra. Đi là thật, không phải là giả. Ngày nay chúng ta mê mất đi đối với sự việc này. Đối với người khởi lên phân biệt chấp trước nghiêm trọng, đi là người tốt, khi là một người xấu. Đi là đồng bào của chúng ta, người kia là người nước ngoài. Phân quốc gia, phân chủng tộc, còn phân chia tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Sanh khởi vô lượng vô biên phân biệt chấp trước. Chính mình đối lập với chính mình. Chúng ta lại tỉ mỉ mà tưởng tượng, Phật dạy chúng ta phát nguyện tứ hoằng thệ nguyện, là đại biểu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vậy tôi hỏi bạn, người xấu kia có độ hay không độ? Tôi chuyên độ người tốt, người xấu không độ. Phía dưới chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phải thêm chú giải người xấu không độ. Làm gì có cái đạo lý này? Người Trung Quốc thì độ, người ngoại quốc thì không độ. Người Phật giáo thì độ, Kitô giáo thì không độ. Có được hay không vậy? Không được nói như vậy. Họ cũng là chúng sanh mà. Bạn tỉ mỉ quan sát những lời Phật đã nói, kinh văn này làm sao mà viên mãn? Nó không có biên giới.
không có phân biệt, không có chấp trước, phổ độ chúng sanh. Làm sao có thể có phân biệt chấp trước đến như vậy? Đây là sai lầm của chính chúng ta, không hiểu chân thật nghĩa của Như Lai. Hiểu sai chân thật nghĩa của Như Lai, cho nên cái thế giới này ngày nay vấn đề xã hội nghiêm trọng, mọi người chúng ta khổ nạn nhiều đến như vậy. Khổ nạn từ đâu mà có? Đều là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình mà biến hiện ra. Nếu như chúng ta có cách nghĩ, cách nhìn giống y như Phật, cách làm y như Phật, cái thế giới này là thế giới cực lạc. Cái thế giới này chính là thế giới hoa tạng. Đây là sự thật, việc này không phải là giả. Chúng ta bởi vì vọng tưởng phân biệt chấp trước, đem pháp giới nhất chân, đem thế giới cực lạc biến thành thế giới ta bà khổ nạn này. Sự việc này chính là như vậy. Ngày nay có thể giúp chúng ta đích thực là Phật Pháp Đại Thừa, để cho chúng ta từ ngay chỗ này giác ngộ, hiểu rõ ra được tỉnh ngộ ra được, đem lỗi lầm của chúng ta sửa đổi lại, chúng ta liền lại có thể hồi phục được pháp giới nhất chân. Cái sự việc này chỉ riêng ở trong kinh điển, chúng ta nghiên cứu thảo luận là không đủ. Nghiên cứu thảo luận cả đời cũng không thể thành tựu, nhất định phải có thêm vào hành động. Cũng chính là nói, cần phải đem đạo lý của kinh điển, giáo huấn phải thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày của chính chúng ta, đối nhân xử thế tiếp vật, trí tuệ chúng ta mới khai mở. Cửa mê mới có thể đột phá. Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Cái điểm này hy vọng đồng tu chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội. Người xưa thường nói, khi tôi mới bắt đầu học Phật, lão sư cũng nói với tôi, Phật thì môn trung hữu cầu tác ứng. Tốt, bạn đến nhà Phật xem thấy Phật Bồ Tát, ngày ngày thắp hương bái lạy, cúng dường cầu khẩn, bạn cầu với các ngài có ứng hay không? Tuy là cũng có ứng, không ứng thì chiếm đại đa số. Cảm ứng là người số ít, không phải mỗi một người cầu thì mỗi một người đều được ứng. Hai người tranh cử tổng thống đều đến Phật Bồ Tát nơi đó để cầu. Vậy Phật Bồ Tát nói với bạn, hai người đều làm tổng thống, không thể nào có việc này. Chỉ có một người được tuyển, còn một người thì không được tuyển. Không phải mỗi một người đều được ứng. Do đây có thể biết, cảm ứng, ứng có đạo lý của ứng trong đó. Quyết không phải do cầu mà được. Phật thị môn trung hữu cầu tác ứng là cầu cái gì vậy? Cầu có lý luận của nó, cầu phương pháp của nó.
sau đó như lý như pháp mà tu học, cảm ứng mới có thể hiện tiền. Tôi nghe nói các đồng tu nói với tôi, hiện tại thế giới mê tín nhất là người làm ăn buôn bán, còn có một số nhân viên công chức từ nơi chức vụ của mình thường hay đoán mạng, xem tướng, đi xem phong thủy, đích thực là mê tín. Vậy thì vận mệnh của chúng ta có thể thay đổi hay không? Khẳng định có thể thay đổi. Các vị phải nên biết, đoán mạng rất khó đổi, xem tướng, xem phong thủy đều không thể thay đổi. Phật Pháp nói ra đạo lý này cho chúng ta. Mạng của bạn, tướng của bạn. Phong thủy là gì vậy? Hoàn cảnh cư trụ. Người Trung Quốc gọi là phong thủy, người nước ngoài gọi là từ trường. Họ không gọi là phong thủy, họ gọi là từ trường. Kỳ thực chính là phong thủy mà người Trung Quốc chúng ta thường gọi. Người Trung Quốc cũng gọi là vận khí. Đều là một ý nghĩa. Phật nói với chúng ta, y báo, tùy theo chánh báo mà chuyển. Cái đại đạo lý này chúng ta phải hiểu. Y báo là gì vậy? Thân thể của chúng ta là y báo, tướng mạo cũng là y báo, hoàn cảnh cư trụ vẫn là y báo. Chúng ta đưa vào đây để sinh tồn. Chánh báo là gì vậy? Chánh báo là ý niệm của chúng ta, là tâm. Tâm bạn tốt, tướng mạo của bạn liền tốt, thân thể cũng tốt, hoàn cảnh cư trụ cũng tốt, tự nhiên liền chuyển đổi đó mà. Tâm không tốt, phong thủy có tốt hơn? Khi bạn vừa đến nơi đó, phong thủy liền biến xấu đi. Phong thủy sẽ thay đổi, không phải một mực không đổi. Cho nên nói, người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Bạn chính mình phải tu phước. Bạn thấy trên kinh điển Phật thường hay khuyên bảo chúng ta, tích công bồi đức, làm nhiều việc tốt, tướng mạo của bạn tự nhiên liền được chuyển. Tâm địa của bạn rất thanh tịnh, tâm địa rất từ bi. Người ta vừa xem thấy bạn, bạn rất từ bi. Tâm không tốt, ngày ngày nghĩ đến việc xấu, tướng mạo người vừa nhìn thấy, con người này tướng mạo rất đáng sợ. Đó không phải là tùy theo tâm chuyển hay sao? Rất là hiện thực. Còn phải xem tướng gì nữa? Hiểu được những đạo lý này, những đạo lý này, nhà Phật nói, nhà Nho cũng nói, kỳ thật trong mỗi tôn giáo đều nói. Không có một tôn giáo nào không khuyên người làm thiện. Đều là giúp chúng ta thay đổi vận mệnh. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu được đạo lý trong đó. Cho nên Phật Pháp cần phải thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày. Chân thật có được thọ dụng. Vì người là chân thật vì chính mình. Vì chính mình không chịu vì người khác, đó là hại chính mình. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu. Ngay trong lúc giảng giải, chúng ta thường nói đều là nói lời chân thật. Người thế gian thường nói tổn người lợi mình. Lời nói này là sai lầm, làm hiểu lầm rất nhiều người. Tổn người nhất định là hại chính mình.
lợi người mới là chân thật lợi mình. Nếu chúng ta muốn tự lợi thì làm nhiều việc phúc lợi cho mọi người trong xã hội là chân thật lợi mình. Ngày hôm nay tôi đến nơi đây, xem thấy các vị để một người thanh niên 101 tuổi. Các vị xem thấy bà ấy, cả đời bà chuyên môn lợi ích người khác. 101 tuổi rồi mà ngày ngày còn giúp đỡ một số người nghèo cùng khổ sở, giúp đỡ người già, giúp đỡ người bệnh. Bà được cái tốt là khỏe mạnh, sống lâu. 100 tuổi, thân thể cũng giống như người trẻ tuổi vậy, cũng giống như người 30-40 tuổi vậy. Đó là bà có được lợi ích. Nếu bà mỗi niệm đều chỉ vì chính mình, cái mạng đó sớm đã không còn rồi, làm gì mà sống trường thọ như vậy. Cho nên những chân tướng sự thật này bày ra trước mắt chúng ta, bạn vẫn không giác ngộ, vậy thì khó.